Sau khi thiết lập chế độ boost xong thì máy tính sẽ khởi động lại, và lúc này chúng ta sẽ đưa đĩa vào hoặc cắm USB vào. Thì ở đây tôi cài bằng đĩa cho nên tôi đưa đĩa vào. Sau khi đưa đĩa vào thì chúng ta nó sẽ hiện ra một cái bảng là Press Any, và chúng ta bấm bất kỳ một phím nào đó đây và nó sẽ hiện ra cái thanh load này. Chúng ta chờ cho nó load xong. Sau khi load xong thì nó sẽ hiện ra cái biểu tượng Windows. Chúng ta cứ tiếp tục chờ. Ở đây tôi cài trên máy ảo cho nên nó sẽ chạy lâu hơn so với bình thường. Nếu các bạn cài trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn. Đây, sau khi nó load xong thì nó ra cái giao diện cài đặt cho mình như thế này. Thì ở cái bảng đầu tiên, dòng đầu tiên là mình lựa chọn ngôn ngữ cài đặt, thì ở đây mình chọn là ngôn ngữ tiếng Anh ha. Còn đây time là tiếp theo mình chọn là múi giờ thì mình chọn Việt Nam, và cuối cùng là bàn phím thì mình để US ha. Sau đó mình bấm next. Tiếp theo là giao diện để cài đặt, thì nếu chúng ta muốn sửa lỗi Win trong quá trình sử dụng thì chúng ta bấm vào repair này. Repair cho computer thì máy tính sẽ tự động recovery lại máy cho chúng ta mà không bị mất dữ liệu. Ở đây chúng ta cài hệ điều hành mới cho nên chúng ta ấn install now. Tiếp đến là đây là các điều khoản mà Microsoft soạn ra, chúng ta phải đồng ý với các điều khoản này. Chúng ta tích vào accept the terms và bấm next. Ở đây có hai, tiếp theo có hai lựa chọn, đó là update và custom. Cái lựa chọn update này là mình đang dùng phiên bản Windows và mình muốn update cái bản mới của bản Windows đó thì chúng ta chọn này. Còn ở đây chúng ta cài đặt một hệ điều hành mới cho nên chúng ta chọn Custom. Ở cửa sổ tiếp theo chúng ta chọn để chia ổ đĩa, chia phân vùng ổ đĩa. Thì ở đây có 25 GB thì chúng ta có thể chọn chia ra thành các ổ khác nhau. Thì ở đây nếu muốn chia ra ổ đĩa thì các bạn ấn vào New. Chúng ta chọn đây là 15 GB, 15 GB là 15.000 MB tính sấp xỉ. Sau đó chúng ta bấm apply, bấm ok.
và nó sẽ hiện ra ba phân bố cho mình đây như thế này. Và phân bố thứ nhất là phân bố hệ thống để nó tạo cái đĩa bot khởi động nguyên ban đầu. Ở thứ hai là nó lúc nãy mình chọn 15GB để chia ra, thì sau đây mình sẽ chọn một ổ đĩa để cài đặt Windows lên trên đó. Chúng ta chọn ổ này ha, primary, sau đó chúng ta bấm next. Ở đây thì chúng ta không còn phải làm gì nữa, để cho nó tự chạy.
Sau khi đã chạy xong thì chúng ta đã đến bước cuối cùng. Và đến bước này thì máy tính sẽ khởi động lại máy. Thế là chúng ta không bấm gì nha các bạn. Để nó tự chạy. Sau khi khởi động lại máy thì nó quay lại bước hồi nãy để hoàn tất quá trình cài đặt. Chúng ta tiếp tục đợi. Nhưng đây cài em trên máy ảo nên thời gian khá lâu. Quá trình cài đặt chuẩn bị hoàn tất. Ở đây nó báo là chương trình cài đặt đã sẽ được tiếp tục sau khi khởi động lại máy tính một lần nữa.
Chúng ta đã tới bước chuẩn bị để chuẩn bị cho lần sử dụng đầu tiên. Như vậy là quá trình cài đặt Windows của chúng ta đến đây là đã gần xong rồi. Này, bước tiếp theo chúng ta hiện lên cửa sổ cho chúng ta chọn điền cái thông tin của người dùng máy vào. Thì ở đây tôi được một cái name đại nha. Name. Sau chúng ta bấm Next. Ở cửa sổ tiếp theo, ở đây là chỗ để chúng ta điền mật khẩu khi đăng nhập vào máy tính. Nếu ai muốn bảo mật máy tính của mình tốt hơn, không để người khác mở vào, thì chúng ta có thể đánh vào mật khẩu đây. Dưới này là chúng ta đánh lại một cái mật khẩu mình đã viết ở trên đó. Và cái dòng cuối cùng này là cái dòng gợi ý, lỡ mà các bạn có quên mật khẩu. Ở đây tôi không chọn gì, tôi bấm Next. Ở cửa sổ tiếp theo thì nó đòi broad key, là cái key, để ở đây là một cái key. Chúng ta để có cái key này thì chúng ta phải đi mua sản phẩm của Microsoft, hoặc là ở đây chúng ta tích vào automatic cái dòng này để điền cái key sau và chấp nhận dòng bản dùng thử 30 ngày. Sau đó chúng ta bấm Next. Ở đây là cửa sổ cho chúng ta lựa chọn cái chế độ Windows Update. Ở đây chúng ta chọn Use Recommend. Sau khi chọn Use Recommend, chúng ta đến bước này là chọn bước thời gian. Thì ở đây đúng rồi, chúng ta đang ở Việt Nam. Chúng ta tiếp tục chọn Next. Tiếp theo là chúng ta chọn địa chỉ của mình. Thì chúng ta chọn, nếu là máy tính cá nhân thì mình chọn home network, nếu ở công ty thì chúng ta chọn work network, và ở những chỗ công cộng thì chúng ta bấm ấn vào public network. Thì ở đây chúng ta chọn home network. Và đây chúng ta đã chính thức cài xong hệ điều hành Windows 7. Chúng ta chờ một chút xíu nữa nó sẽ vào cái màn hình desktop. Quá trình cài đặt đã kết thúc.